Vô Lan Thắng Ngồi Đại Diếu Mục Kiều Liên Bồ Tát kính bạch chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị Phật tử cùng quý vị đồng hương đã tham dự cái buổi lễ Phật đản hôm nay tại chùa Phật Giác. Trong thơ văn của người Việt mình rất là nhiều cái câu mà do những nhạc sĩ hay là những thi sĩ đem hết cái tâm tư của mình để diễn tả cha mẹ mình qua những cái hạnh rất là sâu của cha mẹ mình. Quý vị rất là biết rằng chẳng hạn như mình nói là cha mẹ là một sản phẩm tuyệt vời, tức là chỉ trong đời chỉ có một lần mà thôi, hoặc là mẹ có nghĩa là duy nhất, một cuộc trời, một mặt đất, một vì sao, tức là trong này chỉ có một cuộc trời, một cái đó là sao. Cha mẹ không có sống đủ trăm năm nhưng mà đã cho mình tất cả cái sự yêu thương, nụ cười và nước mắt. Thì cái ngày lễ Vu Lan mặc dầu là một cái lễ hoàn toàn của Phật giáo, nhưng mà trong cái ngày lễ này lấy cái nhân duyên của Đức Mục Kiền Liên báo hiếu cha mẹ nên trở thành trong cái truyền thống của dân tộc của người Việt Nam, là một cái buổi lễ để mà báo hiếu cho cha mẹ của mình trong hiện đời, cũng như là mình sẽ biết được chư đại đức dạy cho cách để mình báo hiếu cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình trong quá khứ. Thì thường thường thế gian chỉ báo hiếu cha mẹ mình qua những cách là tượng là tới lui thăm viếng, rồi phụng sự, rồi nuôi ăn uống mặc vân vân. Thì cái nhìn của thế gian như vậy thì cảm thấy gần như là đủ, nhưng mà trên cái tinh thần của Phật giáo đó thì Đức Phật cũng có nói phụng sự nuôi dưỡng cha mẹ bằng cách thăm viếng, lo chăm nom vân vân, làm vừa lòng cha mẹ trong hiện đời, thì công đức đó nó không có đủ gì cả. Mà muốn báo hiếu đầy đủ cho cha mẹ mình thì phải làm sao để cho cha mẹ mình cái hiện đời hạnh phúc, mà khi mất rồi đó thì được sanh lên các cõi chư thiên chư tiên hay là cõi chư Phật để mà hưởng tiếp tục cái sự hạnh phúc đó, thì mới là cái báo hiếu đầy đủ cho cha mẹ. Thì ở trong cái kinh điển đó, thì Tam Bảo là cái cổ phúc viền mạnh nhất, nên làm sao trong những đời mình là con muốn báo hiếu cha mẹ thì cách đầu tiên đó, để làm sao dẫn dắt để cho cha mình mẹ mình biết đến Phật Pháp Tăng, tức là biết đến Tam Bảo. Chúng ta đó ai cũng muốn sống an lạc, sống hạnh phúc, nhưng mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta nếu muốn được như vậy đó, không phải chỉ là muốn không thôi mà phải phải làm, phải hành. So everyone of us want to be happy, want to enjoy life. That's what we wish to have. But the Buddha say, yes, that's good to have that type of wishes, but we have to do. Cho nên trong kinh Niệm Phật Ba La Mật đó, Đức Phật Ngài dạy 10 loại tâm. Trong đó đó Đức Phật Ngài dạy cái tính tâm gì. Đương nhiên khi chúng ta nghe kiểu tính tâm và nghĩ đến là tính tâm với Tam Bảo, với Phật, với Pháp, với Tăng, nhưng Đức Phật Ngài nói trước khi mà tính Tam Bảo đó mình phải tính gì? Tính luật nhân quả. So in the sutra, the
combination of Buddha names. The Buddha lists out 10 types of mind. The first one is the faith. And the Buddha says that before you believe in Buddha, Dhamma and Sangha, you need to believe in the law of karma. Tại sao vậy? Bởi vì luật nhân quả nó không chịu ai. Nếu mình có làm lành, làm thiện thì chắc chắn mình sẽ được hưởng quả báo làm thiện. So the law of karma said that it's a natural law. And so when we do good things, so they will come back to us. Cho nên Đức Phật ngày dạy đó, đối với cha mẹ, đối với ông bà chúng ta, cũng như cái cội gốc, một cái cây thân cây lớn. So that's why the Buddha say appearance, our appearance is the root of the tree. Mấy tháng trước hay là mấy năm trước quý vị mà đến đây á, thì sẽ thấy một cái cây rất là lớn bên cạnh chùa này. Hai cây, một cây thì nó ngã trước rồi, còn cây sau này thì cây lớn lắm. Nhưng mà vì cái gốc nó không có vững, cho nên khi mưa đó thổi là ngã. So if you came here last time with us, last few months, the last few years, you see two big trees. There's one big tree that fall recently. Cho nên Đức Phật ngày dạy đó, đối với người chúng ta, cái cội gốc chính là gì? Chính là ông bà cha mẹ chúng ta. Nếu không có ông bà cha mẹ chúng ta thì chúng ta không có hậu thế. Chúng ta không có công danh sự nghiệp, chúng ta không có cái gì cả. So without the parents, we have nothing, even this physical body. That's why the first ever death we have in this life is the death of our parents. That's why we need to nourish that root. Cho nên chúng ta phải giữ dưỡng cội gốc đó. Nếu cái cội gốc mà nó vững vàng, nó thâm sâu, thì cây nhỏ cây lớn thì nó sẽ vững vàng trước phong ba bão táp. Thì cũng vậy, nếu chúng ta có hành hạnh báo hiếu ông bà cha mẹ chúng ta, đó là chính mình tạo dựng cái cội gốc cho mình nó vững vàng, cái cội gốc đạo đức, cội gốc làm người, cái căn bản làm người của chúng ta. So if you nourish that root of the tree, that means if you take care of your parents and their parents as the foundation of your virtue, of your merit, your blessing. Without that, you could not have anything else. Cho nên cái điều này. 2024 dương lịch tổ chức tại chùa Phật giáo Houston, Texas, USA. Vừa qua đã được thành tựu viên mãn trong không khí ấm áp, nghĩa tình mẹ cha. Nhớ ơn và đền ơn là đạo lý ngàn đời của con dân nước Việt. Trong ý nghĩa đó, tất cả những người con Phật đã cùng hội tụ về đây dưới mái chùa Phật giáo thân yêu, vâng lời Phật dạy, non gương hiếu hạnh muôn đời của tôn giả Mục Kiều Liên. Khói hương trầm luôn tỏa và hòa quyện với những tấm lòng hiếu thảo đang khấn thiết thành kính hướng đến cha mẹ bằng những tâm tình và cảm xúc sâu lắng. Thay mặt ban tổ chức và quý Phật tử chùa Phật giáo Thúy Tinh Texas, chúng con chân thành tri ân chư tôn đức đã quan lâm chứng minh, kính chúc chư tôn đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ Phật sự viên thành. Xin cảm niệm tấm lòng cao quý thiện nam tín nữ Phật tử, quý đồng hương thân thương cùng các cháu thanh thiếu niên đã trở về chùa Phật giáo cùng chung tay góp sức dưới một lòng làm nên thành công của lễ cầu siêu, lễ trai đàn chữ tế bạc độ thập loại cô hồn, lễ truyền tam quy ngũ giới, đại lễ Vu Lan báo hiếu, sự hiện diện
của quý vị trong dịp lễ này là niềm vinh dự lớn lao đối với ban tổ chức. Xin được kính chúc quý vị vạn sự cát tường và thuận duyên thành đạt. Nam mô A Di Đà Phật. Thời gian ngắn tổ chức nhiều đại lễ, không thể không có điều thiếu sót. Thay mặt ban tổ